hãng phim Fuji Television và Toho Company giới thiệu. Tên tôi là Nao Kazaki, biệt danh là Nao ngây thơ bởi vì tôi bẩm sinh rất dễ tin người khác. Xin lỗi cô. Vâng. Cô có thể cho tôi xin tiền đi xe buýt không? Sao ạ? Tôi để rơi đâu mất cái ví của mình rồi. À vâng, đây ông cầm lấy ạ. Cảm ơn cô nhiều. Xin cô hãy ghi địa chỉ vào đây để tôi có thể trả lại cho cô. Là lừa đảo thôi đó. Thật rõ ràng, cô ta dễ bị gạt thật đấy. Vậy cho nên không ai nghĩ được tôi lại dính vào một trò chơi dối trá khủng khiếp đến như thế. Mọi chuyện bắt đầu từ khi tôi phát hiện ra một vali chứa 100 triệu yên ngay trước thềm cửa nhà mình. Giải đấu dối trá Laya Game là nơi mà tôi bị cuốn vào một trò chơi mà mọi người nhẫn tâm lừa dối lẫn nhau. Kẻ thắng trở nên giàu có, còn người thua thì ngập trong nợ nần. Tôi tồn tại được là nhờ vào sự giúp đỡ của một bậc thầy lừa đảo, Shinichi Akizama. Khi tôi vào vòng bán kết, tôi được quyền từ bỏ. Nhưng chiến thắng ở vòng chung kết sẽ có cơ hội đập tan trò chơi xấu xa này. Nên tôi đặt cược tất cả vào bàn tay tin cậy của Akizama. Nhưng tôi cảm thấy dù chỉ chút ít, là cuộc chiến thật sự của tôi chỉ vừa mới bắt đầu. Trò chơi dối trá trận cuối. Chào cô. Anh Tanimura. Một trong những ứng viên vòng chung kết đã bỏ cuộc, nên cô được quyền thế vào vị trí đó. Tôi chỉ làm cản đường anh Akizama mà thôi. Đừng có nói vậy chứ. Không có cô thì anh ta thua chắc rồi. Chắc chắn đấy. Sao anh lại nói thế ạ? Bởi vì lần này chỉ có thể thắng trò chơi bằng sự tin tưởng. Cô và tôi đều biết rằng anh ta không có được khả năng đó. Nhưng tôi có thể làm gì chứ? Cứu anh ta. Chỉ mình cô có thể cứu được anh ta. Anh ta chỉ tin tưởng mỗi một mình cô thôi. Nếu ông ta nói đúng về anh Akizama thì tôi phải tham gia. Phía sau cánh cửa này, vòng chung kết đang đợi cô. Vườn địa đàng. Vườn địa đàng. Đây là con dấu của cô. Mỗi người chơi sẽ có một con dấu và một ký tự định danh. Cô là người chơi H. Giờ cô có thể vào đó được rồi. Thank you.
Mai Sakamaki, Igarashi, Nonika Momose, Satoshi Fuji, Arata Stendo, Tsukina Takeda, Naoa, Fukunaga, Fuji Fukunaga. Cảm ơn Chúa, có người quen ở đây thì đỡ lo hơn rồi. Đoán xem còn ai nữa. Châu, anh Eto, cô chị Eto, sẵn sàng phục vụ. Cô là Nao phải không? Cô sẽ gặp em trai tôi ở phòng thứ tư đấy. Thật sao? Zero Nishida. Anh Akizama, cô gửi email cho ai vậy? Không có ai cả. Chúng ta đã gặp may khi Yokoza đã bỏ cuộc, nên mới đưa Nao Kanzaki trở lại được. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vòng cuối cùng của Laya Game. Tôi là Kelvin, sẽ là người quản lý trò chơi. Đến lúc này thì các bạn đã là những người chơi đầy kinh nghiệm trong trò chơi này. Nhưng hôm nay chúng ta không phải lo đến bất kỳ khoản nợ nào. Tại sao thế? Bởi vì trò chơi ngày hôm nay ai cũng thắng cả. Trò chơi mà các bạn sắp chơi được gọi là Vườn Địa Đàng. Vậy là bắt đầu rồi. Vòng cuối cùng của sự dối trá và phản bội đã bắt đầu. Với sự tham gia của các diễn viên chính: Erika Toza trong vai Nao Kanzaki, Tota Vasuda trong vai Shinichi Akizama, bộ phim Thử Thách Cuối Cùng. Như các bạn đã biết, tên trò chơi này lấy từ sách Sáng Thế Ký của Kinh Thánh. Ở trung tâm của vườn địa đàng là cây trí tuệ. Thượng đế cấm loài người ăn quả của cây đó. Thế nhưng Adam và Eva đã không vượt qua nổi sự cám dỗ và đã ăn trái cấm. Vì tội lỗi đó, Thượng Đế đã trục xuất họ khỏi thiên đường. Cũng giống như thế, nếu tất cả các bạn có thể chịu đựng được sự cám dỗ, như thế các bạn sẽ thu về được cả một gia tài làm phần thưởng. Bây giờ chúng ta sẽ được thông báo luật chơi. Đây là phòng bỏ phiếu, nơi bà chỉ được phép vào từng người một và bỏ phiếu của mình bằng những quả táo. Các bạn có thể chọn quả táo vàng, táo bạc hoặc táo đỏ. Ôi, có phải chúng... Đúng, chúng làm bằng vàng và bạc thật. Vòng cuối này trời sang thật đấy. Thế còn những quả táo này? Những quả táo đỏ sẽ được giải thích sau. Nhưng trò chơi này có thể chơi chỉ bằng các quả táo vàng và bạc. Tôi làm gì với cái này đi? Bỏ nó lại vào khay hoặc đốt nó đi. Tôi chuyển qua quả bằng vàng thôi. Sau đó các bạn cần phải đóng dấu tên mình lên quả táo đã được chọn. Nao Kanzaki. Cuối cùng các bạn hãy để quả táo của mình vào thùng phiếu ở đằng kia. Các bạn phải lặp lại điều đó 13 lần. Kết quả bỏ phiếu sẽ tự động được thống kê.
Đây là kết quả. Vàng 4, bạc 7. Những người chọn táo bạc sẽ thắng vòng này. Vậy là đa số sẽ thắng rồi. Nếu người chơi chọn cả hai loại táo cùng một lúc, chỉ quả táo đầu tiên được tính. Ngoài ra, không được liên kết với nhau để sắp đặt loại của người khác. Các bạn có một giờ cho mỗi vòng. Nhưng nếu tất cả đã bỏ phiếu, vòng đó xem như là kết thúc. Bất cứ người chơi nào không kịp bỏ phiếu đúng thời gian sẽ bị phạt $1,000,000. Một khi đã bỏ phiếu, các bạn không thể quay lại đó cho đến vòng tiếp theo. Mỗi người chơi trong nhóm thắng đa số sau mỗi vòng sẽ được thưởng $1,000,000. Người chơi ở nhóm thua thiểu số sẽ bị trừ $1,000,000. Tuy nhiên, nếu tất cả mọi người bỏ phiếu như nhau thì mỗi người sẽ bị thua $1,000,000. Tôi nhớ nào nói mọi người đều thắng cơ mà. Luật chơi này định ra như thế thì chuyện đó, chuyện kẻ thắng người thua quá rõ ràng rồi. Chính xác. Vàng và bạc là trái cấm và không được phép chọn. Vậy chúng tôi phải làm gì đây? Thay vào đó, các bạn sẽ chọn táo đỏ của sự thật. Táo đỏ của sự thật à? Những quả táo đỏ đóng vai trò quan trọng nhất trong trò chơi này. Nếu tất cả 11 người các bạn chọn táo đỏ, mỗi người sẽ thắng $1,000,000. Có thật không đó? Nếu chúng ta cứ chọn táo đỏ thì mỗi người chúng ta sẽ bỏ túi $13,000,000 rồi. Tuy nhiên, nếu có bất kỳ ai chọn trái cấm sau khi táo đỏ được chọn, những người chọn táo đỏ sẽ bị phạt $1,000,000. Và mỗi người chơi chọn táo vàng và bạc sẽ được nhận $1,000,000. Thêm vào đó, nếu chỉ có một phiếu chọn trái cấm sẽ được thưởng gấp đôi là $2,000,000. Điều mà các bạn nên cẩn thận khi chọn là nếu một mình bạn chọn táo đỏ, tên của người đó sẽ được công khai và đồng thời bị phạt nợ $10,000,000. Nợ $10,000,000 sao? Và cuối cùng, bất kỳ ai nợ quá $5,000,000 phải rời khỏi thiên đường và sẽ bị trục xuất khỏi vườn địa đàng. Bị trục xuất à? Tuy nhiên, nếu có người chơi khác chịu đứng ra trả số nợ đó thì người chơi đó vẫn được tiếp tục chơi tiếp. Ai ở đây chịu bỏ ra $5,000,000 để trả nợ cho người khác cơ chứ? Đây là vòng cuối cùng. Mỗi người chơi sẽ bắt đầu với số tiền mình kiếm được trước đây. Người dẫn đầu cho đến thời điểm này với $12,000,000 là người chơi A. Là ai vậy? Số tiền người chơi kiếm được đến hết cuộc chơi sẽ là tiền thưởng cho người đó. Số tiền âm sẽ bị chuyển thành số nợ thật sự. Người kiếm được số tiền nhiều nhất cuối cùng sẽ là người chiến thắng và có thể mang hết về nhà. $50,000,000. $50,000,000. Nếu cuộc chơi phải kết thúc vì bị vi phạm luật lệ, số tiền này sẽ được thu hồi. Trò chơi sẽ dừng lại và mỗi người chơi bị phạt $10,000,000. Để đề phòng người chơi bắt tay nhau chia số tiền $50,000,000 này, những gì người chơi kiếm được sẽ không được trao đổi khi trò chơi kết thúc. Giờ thì các bạn của tôi cứ chọn táo đỏ sự thật, càng nhiều càng tốt.
Sao mọi người cứ đứng yên thế? Cứ chọn táo đỏ thôi. À, tôi biết rồi. Này, nghe đây mọi người. Cho đến lúc này, mục đích của trò chơi trước đây là chiếm đoạt tiền của nhau, nhưng lần này thì không. Chúng ta đang chơi với nhà cái, đó là kẻ mà chúng ta cần phải chống lại, chứ không phải đấu đá với nhau. Cho nên mọi người cứ chọn táo đỏ thôi. Chúng ta có thể đánh bại nhà cái và bẫy của họ, để chúng ta hợp tác với nhau mà. Tôi theo. Tôi sẽ chọn đỏ. Thật sao? Tôi cũng vậy nữa. Hãy kết thúc trò chơi này bằng chúng đi. Cảm ơn cô rất nhiều. Chúng ta sẽ cùng nhau thắng số tiền 143 triệu đô la. Cũng không thể thắng được người chơi A đâu. Vậy thì chúng ta hãy chơi cho chắc chắn. Tôi chơi cùng với Nao. Tôi cũng thế. Chúng ta sẽ cùng chơi như thế với Nao. Tôi biết tôi có thể tin tưởng vào Nao. Và hãy làm theo cô Nao. Hãy tin tưởng cô ấy. Làm theo cô ấy. Cảm ơn mọi người ạ. Được, cứ làm như vậy đi. Chiến thắng cho Nao. Chiến thắng cho mọi người. Đây là khởi đầu hoàn hảo. 11 người chúng tôi đoàn kết với một mục tiêu chung. Anh là người cuối cùng đấy, Akizama. Chuyện gì vậy? Cho tôi mượn nó đi. Cây son môi bóng. Anh này, là chọc em đó hả? Cảm giác lạ thật đấy. Tôi chưa bao giờ cảm thấy nhẹ nhõm như vậy khi chơi trò chơi này. Tôi cũng tự thuyết phục mình khi đến đây. Chúng ta chiến đấu cho đến thời điểm này để đoàn kết lại với nhau. Để chứng minh điều đó, chúng ta phải tin tưởng lẫn nhau. Tôi cũng nghĩ như thế. Thật sao? Tất cả mọi người đã bỏ phiếu. Và đây là kết quả. Kết quả vòng đầu tiên. Vàng 3, bạc 4, táo đỏ sự thật 4 4. Những người chơi chọn táo vàng và bạc thắng. Thật là thú vị. Lần bỏ phiếu thứ hai bắt đầu. Đồ khốn, đồ khốn. Cô biết không Nao? Cô thật sự... thật sự... ngây thơ quá đi. Anh Fukunaga, tôi mà đã chọn táo đỏ sao? Sao lại không? Anh đã thắng được 1 triệu đô rồi đấy. Không phải sao? Không đúng.
không thể mạo hiểm mất 1 triệu bằng cách này, thì tôi biết có người khác đang nhắm đến 50 triệu. Cách duy nhất để thắng là phải phản bội trước khi bị phản bội. Nói cái gì chứ? Anh thối nát từ tâm hồn rồi. Cô nói cái gì? Xin thôi đi. Hãy có niềm tin và chọn đỏ đi chứ. Không đâu Nao à, từ giờ trở đi không ai chọn táo đỏ nữa đâu. Đúng không mọi người? Thằng cặn bã, thật không thể tin nổi. Đồ phản bội này, đừng có nói tôi như thế. Còn 6 người khác cũng làm như tôi, đừng có giả vờ là mình vô tội. Tôi chọn táo đỏ mà. Tôi cũng thế. Tôi cũng thế. Dối trá. Làm sao mà tin các người được cơ chứ? Đó chỉ là cảm xúc thông thường thôi mà. Cảm xúc thông thường thôi. Cái gì? Tôi thấy thương hại cậu thật đi. Cái gì chứ? Đồ phù thủy khom lưng chứ. Mày nói ai khom lưng hả? Bà cũng đâu có chọn táo đỏ đâu. Mà lên mặt nó đi. Ai nói? Đừng có cãi nhau nữa. Đây chính là điều mà họ muốn chúng ta làm đó. Cái gì xong thì cũng xong rồi. Giờ hãy cho sự đoàn kết một cơ hội. Hãy cùng chọn táo đỏ. Anh Igarashi, tôi cũng suy nghĩ y hệt như thế. Được đi. Họ nói đúng đi. Chúng ta có thể chọn cùng táo đỏ mà. Đừng có tính tôi vào đó. Anh sao vậy? Akizama, đừng có làm cho mọi người nhục chí như thế chứ. Hãy nghĩ mà xem. Những người chọn táo đỏ đã mất đi 1 triệu rồi. Các người bảo họ làm lại việc đó được nữa hả? Trong chúng ta có 7 kẻ phản bội. Không phải sao chứ? Đúng, nhưng mà những người đang đề nghị chọn táo đỏ đều có khả năng là một trong những kẻ phản bội, hoặc là vô cùng ngây thơ. Vậy các người là ai? Tôi là kẻ vô cùng khờ khạo đi. Tôi dám cam đoan chúng ta không bao giờ cùng chọn táo đỏ. Giờ chỉ còn một cách thôi, đó là lừa dối lẫn nhau để chiến thắng. Anh không thể nói như thế được. Nao, thật là buồn, nhưng mà cậu ấy nói đúng, nên hãy bỏ đi. Không đâu. Không sao. Tôi hứa nếu có cơ hội chúng ta sẽ cùng nhau chiến thắng. Tôi hứa đấy. Chị Mai à, sự yếu đuối và lòng tham của con người, đó là bản chất của trò chơi. Đó là lý do chuyện cùng chọn táo đỏ chưa từng xảy ra trong trò chơi này. Nao, biến đi cái đồ nắm rơm kia. Xin lỗi vì đã phản bội cô nha. Nhưng vẫn còn cách khác để khiến cho mọi người chọn táo đỏ. Chị Yukina, anh Kushi, thêm Akizama nữa là chúng ta có một nhóm 6 người rồi. Nhóm à? Bây giờ là trận chiến giành đa số giữa vàng và bạc. Vâng. Nên chúng ta xây dựng một nhóm đa số gồm 6 người. Cách duy nhất để chúng ta thua là tất cả mọi người chọn giống nhau. Như vậy chúng ta sẽ chiến thắng. Nhưng mà như thế chỉ một vài người trong chúng ta có thể thắng được thôi. Đừng lo, tôi cũng không muốn như thế đâu. Sao? Sớm muộn gì sức ảnh hưởng của nhóm chúng ta cũng sẽ bị phát hiện thôi. Chúng ta có thể cho họ biết. Rồi thì sao chứ? Họ sẽ muốn tham gia nhóm của chúng ta. Chúng ta sẽ dang rộng tay đón 5 người họ. Chào mừng những người bạn. Chào mừng các bạn. Thời cơ sẽ chín muồi cho một sự đoàn kết mới. Đó là tiền đề cho tất cả chúng ta chọn táo đỏ. Không chỉ vì riêng chúng ta, không chỉ riêng chúng ta đâu. Tuyệt quá, anh Fukunaga. Cô sẽ không tin anh ta chứ. Hắn vừa phản bội cô đấy. Không phải à? Nao, chúng ta đã cùng nhau chiến đấu suốt một khoảng thời gian dài rồi. Hãy tin tôi, Nao. Đây có lẽ là hy vọng duy nhất của chúng ta.
Cứ làm điều cô thích đi. Tôi thà chơi một mình còn hơn cùng phe với hắn. Chị Mai à, mặc kệ cô ta. Nếu việc này mà thành công, cô ta sẽ quay trở lại thôi. Nhưng mà đúng là tôi đã phản bội cô. Tôi xin lỗi. Nhưng mà ít nhất là tôi đã thành thật hết về chuyện này. Cô muốn biết tại sao không? Để cho Nao-chan đề cao cảnh giác, chứ không cô sẽ bị lừa nữa đấy. Nhưng giờ thì không sao nữa rồi. Tất cả chúng ta vẫn có thể cùng chọn táo đỏ. Đừng có bỏ cuộc. Chúng ta sẽ cùng làm việc đó. Tôi hiểu rồi. Kể từ bây giờ tôi sẽ tin ở anh Fukunaga. Cảm ơn cô. Tôi sẽ đi tìm những người khác mà chúng ta có thể tin được. Vâng. Anh ta là một người tốt. Đến cuối cùng, anh Fukunaga luôn là một người đồng đội đáng tin tưởng. Đồng đội sao? Vâng. Anh ta đi. Cảm ơn vì đã chọn tôi. Chỉ có một mình tôi thì tôi chắc chắn sẽ thua mất. Được rồi, hãy cùng trở thành đa số. Lựa chọn đầu tiên của chúng ta sẽ là táo vàng. Tôi sẽ là người tiếp theo. Chờ chút, để tôi đi trước. Tất cả mọi người đã chọn. Và đây là kết quả. Cô nghĩ là ta thắng không? Vâng. Chỉ cần chúng ta đoàn kết cùng nhau thôi. Có thể những gì chúng ta cần là đoàn kết cùng nhau. Đừng có làm tôi cười chứ. Chị Mai, các người nghĩ các người là nhóm duy nhất ở đây à? Đồ ngu. Bọn tôi cũng có nhóm đây này. Thì đã sao? Chúng tôi có nhiều người hơn mà. Đúng, 6 đấu với 5 đấy. Đếm lại lần nữa đi. Anh Fukunaga, anh đùa đấy hả? Lừa được hết bọn ngốc các người rồi. Nao là đồ khờ khảo. Tôi lặp lại, Nao là đồ khờ khảo. Tôi chơi cho đội này mà. Tình thế thay đổi rồi. Tất cả chỉ là màn kịch để che giấu sự tồn tại của nhóm này mà thôi. Tất cả là kế hoạch của tôi để khiến cô nghi ngờ Igarashi và Eto. Ngắn gọn thôi, cô thua rồi. Tại sao chứ? Sao tôi liên kết với Fukunaga sao? Cô đã sai lầm quá rồi. Tôi không vào nhóm của anh ta, mà là anh ta vào nhóm của tôi. Tôi đã xây dựng nhóm của mình ngay từ lần bỏ phiếu đầu tiên. Trong khi cô thì lải nhải về táo đỏ và sự đoàn kết. Tôi đã làm tất cả những gì mình cần để có thể cười đấy.
Không thể tin được vòng cuối lại có mấy con vịt cô như thế. Tôi quyết định sẽ làm súp vịt. Cảm ơn vì 1 triệu nữa nha. Chân thành cảm ơn. Đi thôi. Xin lỗi nha Nao, nhưng bọn họ đã đe dọa loại bỏ tôi. Vô cùng xin lỗi. Và đây là kết quả. 6 quả táo bạc. 6 quả táo bạc. Kết quả của lần chọn thứ 2, 11 quả táo bạc. Mỗi người chơi mất 1 triệu đô la. Tôi tưởng là anh yêu cầu họ chọn táo vàng chứ. Đúng vậy. Vậy sao chỉ toàn táo bạc vậy? Họ đã phát hiện ra anh rồi. Tôi diễn rất hoàn hảo. Tôi làm đúng hết mọi việc cơ mà. Có gì mà vui vậy chứ? Các người thật là đơn giản quá thôi. Để tôi khai sáng cho các người nha. Tôi biết chắc là Fukunaga phản bội mình, nên chúng tôi chuyển qua chọn táo bạc. Nói vớ vẩn cái gì thế? Làm sao cô biết được? Đơn giản thôi. Tôi có thể biết được quả táo mà các người chọn mà. Đừng tin hắn. Hắn lừa chúng ta thôi. Cứ vậy đi. Cứ chờ mà xem. Hãy tin vào chính mình. Tôi thích vòng cuối cùng. Dối trá và phản bội. Nhưng mà bọn họ vẫn chưa nhận ra. Trong 11 người bọn họ, có một kẻ có âm mưu riêng. Chúng đàn hả hê lắm đó. Thôi quên vụ đó đi. Tôi biết Akizama. Hắn đang bịp bợm đó thôi. Có thật không? Tôi nghĩ anh là người của bọn họ đi. Tôi cũng mất tiền của mình vào đồ ngu. Sao lại cho Nao biết hả? Tại sao à? Vì đó là kế hoạch của tôi. Xin lỗi. Trời ơi, cô làm tôi sợ quá. Cô là người vô hình hay sao vậy? Gián điệp. Cô ta là gián điệp. À không, tôi đến với cùng một đề nghị. Đề nghị gì? Nếu tất cả chúng ta có thể chọn táo bạc, rõ ràng là chúng ta có thể chọn táo đỏ mà. Sai rồi. Các người lại sẽ kiếm lợi với việc chọn táo khác mà thôi. Không cần biết là táo vàng hay là táo bạc. Thêm vào đó, chúng tôi lại có ưu thế hơn người. Ngay khi cả hai bên cùng chọn như nhau, thì chúng ta sẽ cùng mất đi 1 triệu đô la. Hoặc chỉ chúng tôi sẽ thắng 1 triệu đô la. Cách nào đi nữa thì bên cô cũng thua thôi. Cách duy nhất của cô là chia nhóm của mình ra thành 3 và 2. Bằng cách đó, một vài người vẫn có thể thắng ở lúc nào đó. Cô thấy không? Không cách nào cô thắng được số đông của chúng tôi cả. Sẽ không có cách nào hết. Cô thấy chứ? Không đâu. Hãy về và giải thích cho bạn của cô biết đi. Hay là chuyện đó đối với Nao khó nuốt quá. Quên họ đi, Nao. Chị Yukina. Đi thôi. Nụ cười đẹp đấy. Mà sao cô lại không tham gia cùng với chúng tôi? Tôi thà chết còn hơn. Đừng có quan tâm đến cô ta. Nho vẫn còn xanh mà. Chúng ta hãy bám vào kế hoạch thôi. Đúng thế. Được rồi. Lượt chọn tiếp theo là vàng.
tất cả đã chọn lựa. Và đây là kết quả. Lần này là 1 triệu đô nhé. Xin lỗi nhé những kẻ thiểu số kia. Kết quả của lượt chọn thứ 3: vàng 11. Do vậy, mỗi người chơi sẽ thua 1 triệu đô la. Lại nữa sao? Không được, bình tĩnh lại đi. Bọn họ may mắn thôi mà. Tôi đã nói rồi, tôi có thể thấy các người chọn táo nào. Đến lúc chấp nhận sự thật, các người là những con vịt ngu ngốc. Tôi đã vượt qua vạch đỏ rồi. Họ thật sự nhìn thấy chúng ta chọn cái gì hay sao chứ? Tôi biết Akizama, hắn hiếm khi sai lầm lắm. Đó đâu phải là điều anh nói trước đấy. Chúng ta đang tự giết mình đấy. Đừng có lo, họ cũng thế. Chúng ta không thể chơi thế này hơn nữa. Tôi đã mắc nợ rồi kìa. Chúng ta chắc chắn sẽ bị loại trước họ. Đừng sợ, việc đó dừng ở đây rồi. Làm sao anh biết được chứ? Lần tới chúng ta sẽ thành đa số. Làm sao chúng ta làm được? Chúng ta chỉ có 5 người thôi mà. Bởi vì anh có thể thắng trò chơi này ở phe thiểu số. Tôi đã chọn rồi. Anh muốn gì đây? Tôi muốn cho các người một vài thông tin. Thông tin gì? Tất cả chúng tôi đã chọn táo vàng. Vậy thì tất cả chúng tôi sẽ chọn táo bạc để thắng. Tôi nghi ngờ lắm đó. Nói vậy là sao chứ? 5 quả táo vàng đã được chọn. Nếu chỉ một người trong nhóm các người chọn táo vàng, người đó chắc chắn sẽ thắng. Những người khác sẽ thua vì chọn phải táo bạc. Việc tất cả các người chọn táo bạc cũng khó như tất cả chúng ta chọn táo đỏ vậy. Vậy thì sao chứ? Ai dám chắc tất cả các người chọn táo vàng chứ? Đúng thế. Không, tôi có thể chắc chắn với các người là tất cả chọn táo vàng. Sao cậu biết chắc thế? Bởi vì tôi có thể thấy sự lựa chọn của mọi người. Tất cả phụ thuộc vào các người thôi. Tất cả bọn họ đã chọn trước để sắp đặt chuyện này. Các người không thấy khó chịu khi bị họ dắt mũi chúng ta như thế à? Hãy đánh bại bọn họ bằng việc cùng chọn táo bạc đi. Đúng, chúng ta có thể chứng tỏ chiến thuật của hắn là vô dụng, không phải sao? Tốt hơn, đừng có ai phản bội nữa. Chúng ta sẽ cùng chọn táo bạc. Kết quả lượt chọn thứ 4: vàng 7, bạc 4. Táo đỏ sự thật: không. 2 trong các người là đồ phản bội. Đồ chết đi các người. Chúng là ai chứ? Không phải tôi. Tôi cũng không. Sẽ giết hết họ. Là mày. Thằng Eto này. Thằng Eto này. Tôi nói gì chứ? Chuỗi thua càng kéo dài thì càng có nhiều kẻ phản bội xuất hiện. Anh đã sắp đặt 2 lần thua trước. Lần chọn kế tiếp, chúng tôi quyết định chọn cái này. Còn các người thì sao? Thằng khốn kiếp!
Giờ tính sao đây Mai? Kể từ giờ tôi sẽ là người quyết định ở đây. Không, nhà tôi nói đó, chúng ta không thể thắng với hai người đâu. Nói cái gì chứ? Thôi đừng có gây nhau nữa. Giờ mọi người đã hiểu rồi đấy, cảm giác bị phản bội là khó chịu như thế nào. Eto, cảm giác thắng như thế có vui không? Tôi đoán là đau đớn lắm, có phải vậy không? Cùng một khoản tiền như nhau thôi mà, rõ ràng là tốt hơn, chúng ta nên đoàn kết lại. Sao mọi người không thử? Hãy cùng chọn táo đỏ xem. Nao à, xin tha lỗi cho tôi. Tôi hứa lần tới sẽ chọn táo đỏ. Tôi hứa mà. Anh Eto, sao tất cả mọi người không hứa đi? Chúng ta có thể tin tưởng vào nhau mà. Tôi biết chúng ta có thể mà. Chị Mai, chị đã rất mạo hiểm khi quyết định chọn táo bạc. Có nghĩa là chị có lòng tin vào đồng đội của mình. Vậy thì tại sao lần này lại không đặt lòng tin đó vào việc chọn táo đỏ lần này chứ? Không phải sao? Chị Mai, quyết định rồi, hãy chọn đỏ. Lần này sẽ được thôi. Chưa đâu, chưa đâu. Sao lại không? Trong lượt vừa rồi còn có một người đã không lựa chọn theo đúng yêu cầu của nhóm. Đúng thế. Cho dù đó là ai, xin hãy thú nhận đi. Chúng tôi cần sự hợp tác. Chúng tôi sẽ không trách người đó đâu. Tôi xin lỗi. Tôi biết ngay mà. Vậy bạn đánh tôi à? Sao anh có thể nhìn thấy lựa chọn của chúng tôi? Cho chúng tôi biết đi. Được thôi. Sau khi chúng ta cùng chọn táo đỏ đã. Cho tôi biết đi mà. Ít nhất chúng ta cũng đã rõ ràng rồi. Thế hãy cùng chọn táo đỏ thôi. Cuối cùng thì tất cả chúng tôi đã đứng cùng một chiến tuyến. Thế nhưng kết quả lần chọn thứ năm, người chơi chọn vàng thắng vòng này. Lại bị phản bội nữa rồi. Lạ thật. Kẻ đó rốt cuộc đã ra tay rồi. Cô gọi anh ta đến đây hả? Anh Akizama, tôi vẫn chọn đỏ. Hãy tin tưởng tôi và chọn đỏ đi. Tôi sẽ giúp mọi người thắng 1 triệu. Không phải là quá nguy hiểm hay sao? Tôi xin mọi người đó, hãy tin tưởng anh Akizama và hãy chọn đỏ đi. Tôi sẽ chọn táo đỏ. Chị Yukina, đúng, tôi cũng sẽ chọn đỏ. Hãy cùng chọn đỏ và đánh bại những kẻ phản bội đi. Đúng, hãy làm như thế.
Cảm ơn mọi người. Cảm ơn ạ. Cái bọn ngốc này, chẳng có ai nghi ngờ mình cả. Mình là kẻ phản bội giữa bọn họ. Akizama nói rằng hắn có thể thấy chúng ta đã chọn như thế nào. Tôi xin lỗi, nhưng hắn không biết rằng Fukunaga cũng là một kẻ phản bội. Ngay cả khi hắn biết được tất cả sự lựa chọn, mình đoán hắn không biết ai đã chọn quả táo đó. Sao chứ? Đây là lần thứ hai hắn đi vào đó. Mình đoán lần trước hắn chưa chọn. Mọi người đã chọn ngựa xong, và đây là kết quả. Có rồi đây. Kết quả lượt chơi thứ 6. Mình hy vọng tất cả bọn họ đều chọn táo đỏ. Táo vàng. Nếu chỉ một mình chọn táo vàng, một quả. Đúng rồi, phần thưởng đặc biệt. Hai chữ đúng. Táo bạc. 10. Người chọn táo bạc đã thắng. Sao chỉ có một mình? Làm sao họ biết được? Hãy cùng xử tên khốn kiếp đó lần nữa đi. Lần nữa sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy? Này, cái tên phản bội kia, có gì để nói không? Đúng, tự thú đi, đồ phản bội. Thú tội hoặc là sẽ bị tiêu diệt. Đúng, chúng tao sẽ tiêu diệt mày. Anh biết là tôi đang nói với anh mà. Là anh sao? Hay là anh? Là anh đó, Nishida. Anh ấy đang nói với anh đấy, Nishida. Nhanh lên và mau xin lỗi đi. Tôi là Igarashi mà. Đừng có làm trò hề ở đây nữa. Anh mới là Nishida đấy. Nishida, chúng tôi biết anh là kẻ phản bội. Nói dối. Bằng chứng đâu? Bằng chứng ở đây. Cái này là cái gì? Anh chưa từng có ý định chọn táo đỏ. Đó là sai lầm của anh. Tôi đã vào trước tiên và để lại thông điệp trên trái táo đỏ đầu tiên. Thông điệp? Đúng. Tôi yêu cầu mọi người để lại con dấu của mình bên dưới cái hộp. Bất kể ai muốn chọn táo đỏ cũng sẽ thấy thông điệp đó. Sau đó tôi sẽ vào cuối cùng và chọn táo cho họ. Khi tôi vào trong phòng đó, chỉ có con dấu của anh là không có thôi. Tên phản bội duy nhất đã bỏ qua táo đỏ và chọn táo vàng đó chính là anh. Nhưng mà sao anh biết tôi chọn táo vàng? Anh đâu thể thấy được ai chọn cái gì đâu. Đơn giản thôi. Tôi đã đánh dấu các quả táo. Sau mỗi lần chọn,
quả táo bị đánh dấu sẽ di chuyển, mà dãy táo vàng di chuyển mất đi một quả. Nên tôi đã chọn táo bạc cho tất cả mọi người và tống anh ra ngoài với sự phản bội của mình. Tôi có thấy dấu nào trên quả táo đó đâu? Tất nhiên là anh không thấy rồi. Sao bóng của mình? Để tránh bị phát hiện, tôi đã đánh dấu bên dưới quả táo, không thể nhìn thấy, nhưng có thể sờ thấy được. Nếu như anh muốn đánh bật một tên phản bội, thì anh cần một chút thứ này. Chúng ta làm gì với tên phản bội này đi? Đánh cho nó ra bã luôn đi. Chờ chút, các người lầm lẫn hết rồi. Các người vừa thắng tiền trên sự thất bại của tôi. Các người đều đã kiếm thêm 1 triệu. Vậy thì tôi có làm hại gì các người không? Ừ, đúng vậy đó. Đồ ngu, đừng có tham gia với hắn. Đừng có tìm cách lẩn tránh chuyện này. Được, tôi đã sai rồi. Fukunaga, Eto, những kẻ phản bội, hãy cùng để cho mọi thứ lại phía sau và hãy cùng chọn táo đỏ đi. Tốt rồi, hãy chơi tiếp thôi nào. Hãy tin tưởng tôi, Nao. Cảm ơn anh. Nhưng Nao à, nhìn mọi người hợp tác tôi thấy vui lắm. Hiền gì mà hiền dữ vậy không biết nữa. Nào, hãy cùng nhau hợp tác với nhau đi. Hãy trả lại con dấu của chúng tôi. Có chuyện gì thế? Vẫn còn một tên phản bội nữa ngoài Nishida. Đó mới là vấn đề. Kết quả của lượt thứ 5, tôi đã vào cuối cùng để kiểm tra lại lần cuối, nhưng hai quả đánh dấu đều không di chuyển. Lạ thật. Có hai tên phản bội. Điều đó có nghĩa là gì? Ai đó đã biết về việc đánh dấu và đã sắp xếp lại khay táo vàng. Không thấy đâu. Vẫn còn nữa. Lần này một trong chúng ta đã đọc thông điệp và để lại con dấu của hắn. Ta gọi hắn là người chơi X, một kẻ rất tỉ mỉ, rất cẩn thận và sắc bén, cứ như lưỡi lam ấy. Vậy người chơi X đó là một trong số chúng ta sao? Cuối cùng thì họ cũng nhận ra rồi. Đúng thế, Nishida, con dấu của mày. Giờ thì tất cả đã nằm cùng một chỗ. Một trong chúng ta sẽ vào trong đó với chúng và đánh dấu 11 quả táo đỏ. Thật là thông minh đó. Vậy là chúng ta đã đẩy người chơi X ra khỏi phương trình rồi. Ôi thật là tuyệt vời. Cô chính là người đó đẩy Nao. Sao? Mọi người đều tin tưởng cô đó. Chờ chút đã. Mỗi người đều phải vào trong phòng đó hoặc sẽ bị phạt 1 triệu. Nhưng nếu cô chọn cho tất cả chúng tôi thì vòng chọn sẽ kết thúc ngay tại đó và sẽ bị phạt 1 triệu. Vì vậy 10 người chúng ta phải vào trong đó và để cho Nao vào cuối cùng. Tôi hiểu rồi. Cuối cùng cũng có một kế hoạch thắng chắc. Ít nhất đó là điều mà chúng tôi tin tưởng. Nhưng chúng tôi đã đánh giá thấp sức mạnh không tưởng của người chơi X. Người chơi chọn táo vàng thắng và nhận được 2 triệu tiền thưởng. No!
không? Nhìn kìa, người chơi F đã gần đuổi kịp người dẫn đầu rồi. Người chơi X, nhưng bằng cách nào chứ? Phải có con dấu mới chọn được. Có ai giải thích chuyện này không? Ai là người giữ tất cả con dấu? Nao là người chơi ít sao? Cô là kẻ hai mặt dối trá. Nao không làm điều đó đâu. Tôi đã đánh dấu 11 trái táo đỏ cơ mà. Vậy thì tại sao? Đơn giản thôi. X đã giấu một quả táo vàng trước đó. Việc đó được thực hiện trước khi tôi nhận được con dấu của mọi người. Người chơi X đã vào phòng đó trước Nao. Nếu một người chơi chọn hai quả táo, chỉ quả táo đầu tiên được tính. Cho nên, cho dù Nao bỏ quả táo đỏ vào đó, chỉ quả táo vàng được tính thôi. Vậy ra, chiến thuật này là không còn là phương pháp chắc thắng nữa. Hãy trả lại con dấu của tôi đi. Xin lỗi nha. Tôi vừa đánh dấu một quả táo đỏ. Nếu chúng ta đầu hàng lúc này, tất cả sẽ mất hết. Nên tôi yêu cầu mọi người một lần nữa, hãy chọn táo đỏ. Đúng đấy, chúng ta hãy cố lần nữa đi. Không được, cho đến khi người chơi X còn ở đây. Tôi không thể mất thêm đồng nào nữa. Xin lỗi nha. Đúng thế. Như vậy là quá liều lĩnh rồi. Nếu không ai chọn táo đỏ, cô ấy sẽ mất 10 triệu một mình. Chờ chút đã. Cô định làm gì thế? Tôi sẽ vào đó và sẽ chọn táo đỏ. Nếu cô ấy nói dối thì sao? Sao anh có thể nói như thế? Cô ấy hỗ trợ chúng ta ngay từ đầu đến giờ mà. Thật không? Cô ấy có thể là người chơi X đấy. Không đâu. Anh quá đáng lắm rồi đó. Nếu chỉ một mình cô chọn táo đỏ, cô sẽ bị loại khỏi cuộc chơi đấy. Sẽ không xảy ra đâu. Tôi biết, cô ấy chọn táo đỏ mà. Cô chưa học được bài học nào sao? Đừng có tin tưởng người khác nữa. Không đâu. Tôi thà rằng bị lừa gạt còn hơn mất lòng tin. Rõ ràng anh cũng không thay đổi được gì mà. Cô hãy tự lo cho mình đi.
Đừng lo, tôi vừa mới chọn táo đỏ. Xin lỗi vì đã ép cô như thế. Hãy cùng nhau đi đến cuối cuộc chơi này. Đây là kết quả. Kết quả của vòng thứ 8. Vàng 4, bạc 6, táo đỏ sự thật. Một quả. Người chơi chọn táo bạc hoặc táo vàng thắng. Người chơi chọn táo đỏ sự thật thua và bị phạt với số tiền 10 triệu. Cô biết tôi ghét gì nhất không? Những người tốt như cô đó. Chị Yukina, hãy tin tưởng vào nhau. Đừng có làm tôi phát bệnh nữa. Không, đây không phải là chị. Cô không biết cái quái gì hết. Cô đã bị loại rồi. Nao Kansaki. Một người chơi đã vượt quá 5 triệu tiền nợ và kết quả là bị trục xuất khỏi thiên đường. Người đó là anh Akizama Shinichi. Không thể nào. Chắc chắn phải có lỗi gì đó. Tôi đã chọn táo đỏ mà. Đáng lẽ tôi phải bị trục xuất chứ. Không có sai lầm nào hết. Anh Akizama đã bị thua. Người chơi X. Khi tất cả con dấu được để lại đó, X đã dùng con dấu của cô và đánh dấu một quả táo để dùng sau này. Sao chứ? Yukina, có phải là cô không? Cô biết rồi đấy. Tôi là X. Nhưng mà tại sao anh lại chọn táo đỏ? Anh đã nói tôi tự lo đi mà. Chờ đã. Akizama có thể đọc được lựa chọn của mọi người. Anh ấy có thể thắng mọi vòng bằng cách im lặng về việc đó. Nhưng anh ấy chọn táo đỏ bởi vì cô đã làm như thế. Anh đã biết rằng cô sẽ bị phản bội và sẽ bị trục xuất. Anh ấy làm như thế chỉ để bảo vệ cô thôi. Để bảo vệ tôi à? Có thật không?
Anakizama, xin mời hãy đi cùng với chúng tôi. Anakizama, cô không còn yếu ớt như trước đây nữa. Cô có thể sống sót mà không cần đến tôi. Không đâu. Anakizama, Anakizama, Akizama. Bây giờ chỉ còn 10 người chơi. Tỷ lệ chọn 5 năm được coi là hòa. Thật đáng xấu hổ. Có lẽ cô nên mượn 13 triệu. Sao cô lại làm như thế? Sao cô lại phải loại anh Akizama? Tại sao không phải là tôi chứ? Vì tôi muốn nhìn thấy cô khóc. Cảm giác thế nào khi thấy ai đó phải chết thay cho mình? Đủ rồi đấy. Tôi sẽ không để cô tiếp tục làm thế đâu. Các người thật ngốc. Tôi đã dùng con dấu của Nao để đánh dấu. Không quá rõ ràng hay sao? Ai nói rằng tôi không dùng những con dấu khác? Không phải chứ? Tất nhiên là có rồi. Táo đỏ cho tất cả mọi người. Một quả táo đỏ duy nhất đáng giá 10 triệu. Tôi có thể giết bất kỳ ai mà tôi muốn. Bất kỳ lúc nào mà tôi muốn. Được lắm. Tôi muốn xem cô sẽ làm thế nào. Thật sao? Rồi. Chọn táo đi. Sao vậy? Tốt hơn là nên nhanh lên đi. Tránh ra. Đến lúc phải chọn bạn mà chơi rồi.
chúng ta sẽ bàn về món nợ của anh ở trong đây. Anh là... Này, cô đã làm gì? Tôi đã chọn táo đỏ cho một người trong các người. Hai người là hai người chơi cuối cùng. Nếu chọn táo vàng hay bạc, một trong hai người sẽ bị phạt 10 triệu. Cả hai đều phải chọn táo đỏ để giảm tiền phạt xuống còn 1 triệu. Giờ hãy tự cứu lẫn nhau đi. Cũng đã lâu rồi, Akizama. Chuyện này là sao đi? Anh ta muốn gặp anh. Đau. Thư giãn đi. Tôi đã chọn táo đỏ rồi. Vậy là tôi cũng sẽ chọn như thế. Dân. Nghĩ sao nếu chúng ta làm ăn với nhau? Làm ăn gì? Đầu tư kinh doanh. Tao sẽ trả nợ cho mày dưới một điều kiện. Quay trở lại vườn địa đàng và chiến thắng. Sau đó hãy trả tao số tiền thưởng 50 triệu đó. Lúc nào cũng hèn hạ như thế. Hèn hạ sao? Tao thì thấy rất công bằng đấy chứ. Nếu như mày thua, tao cần tiền đền bù 50 triệu. Quay trở lại vườn địa đàng đi. Ở đây không có thiên đường đâu. Hãy nói là anh chọn táo đỏ đi, Eto. Anh nói đi, không phải vì các người. Cái thằng hèn đây thật là tệ. Đúng là tệ hại. Tôi đoán thế là cô thua rồi. Tôi đã chọn táo đỏ cho cô. Có trách thì trách hắn đi. Thật là ngu ngốc. Đến giờ mà còn chưa chịu trắng mắt ra. Đúng vậy. Thật là buồn cười. Bởi vì tôi đang nói cô đấy. Yukina, tôi đã không chọn táo đỏ, nhưng không phải vì phản bội Nao, bởi vì tôi đã tìm thấy cái này. Đừng chọn táo đỏ, Nao. Cái gì đây? Yukina, cô đã nói dối phải không? Mọi người có thể an tâm được rồi. Yukina không có quả táo đỏ nào hết. Cô muốn nói cái gì chứ? Tôi chưa chọn quả táo nào. Nếu cô đã chọn cho tôi,
thì đáng lẽ đã hết giờ rồi chứ. Đồng hồ vẫn đang đếm đó thôi. Nghĩa là cô không chọn táo cho tôi được. Tôi đã có trái táo đỏ của cô. Tôi sẽ bỏ nó vào thùng đi. Không được đâu. Anakizama đã cho tôi biết một điều. Yukina không phải X đâu. Nên chúng tôi đã quyết định chứng minh điều đó. Yukina, cô đã thua rồi. Cô đã gài tôi sao? Nói dối. Cô đã làm tốt khi ở một mình đấy. Anakizama. Anakizama đã được trở lại cuộc chơi. Anh ấy sẽ tham gia từ lượt thứ 10. Giờ thì ổn rồi. Hãy vào và chọn đi. Vâng. Chờ đã. Tôi vừa mới nhớ ra, tôi đã chọn táo đỏ cho Eto. Nếu cô không chọn như thế, Eto sẽ chết đấy. Cô hiểu chứ? Đừng lo lắng, đó chỉ là trò lừa mà thôi. Tin tôi đi. Và đây là kết quả. Kết quả của vòng 9. Vàng 6 quả. Bạc 3 quả. Táo đỏ sự thật 1 quả. 1 quả táo đỏ. Anh đây tôi. Không đâu. Tôi không thể nào hiểu được. Người chơi chọn vàng và bạc thắng. Lần nữa chúng ta có một người chọn táo đỏ duy nhất. Người chơi đó phải chịu phạt 10 triệu. Người chơi đó là Yukina. Cô ấy là người dẫn đầu. Đó chính là Yukina. Chờ chút. Chờ chút đã. Tôi đã chọn táo vàng chứ không phải là táo đỏ mà. Màu của trái táo của cô là đỏ. Không thể nào. Đối mặt với sự thật đi Yukina. Cô đã bị hạ rồi. Bởi ít thật sự
Sao anh biết tôi không phải là X? Vào lượt 6, khi chúng ta để lại dấu của mình, X đã đánh dấu quả táo đỏ với tên của Dao để đặt bẫy tôi. Nghĩa là X phải vào đó sau Dao. Sau khi tôi vào phòng lần đầu tiên, hãy tin vào anh Akizaba và chọn táo đỏ đi. Tôi sẽ chọn táo đỏ. Zukiya vào thứ hai, nghĩa là cô ta không thể nào dùng con dấu của Nao. Tại sao phải giả vờ làm X để sau đó X có thể nhầm vào cô ta? Cô ấy muốn X phải nhầm vào mình. Đúng thế, tôi đã bị rối. Người chơi F đã bắt kịp người dẫn đầu rồi. Một người chơi mà để nợ quá 5 triệu. Anh Shinichi Akizama, tôi có cảm giác X muốn làm phá sản người dẫn đầu. Vì người dẫn đầu không phải là Akizama nên sớm hay muộn gì hắn cũng sẽ nhầm vào tôi. Vì vậy tôi giả làm X để hắn dùng trái táo đỏ với tên của tôi, và mọi việc sẽ xong xuôi cả. Và để mất 10 triệu đô sao? Tôi phụ thuộc hoàn toàn vào Nao. Nếu cô ta chọn táo đỏ thì tôi chỉ mất 1 triệu thôi. Tôi vẫn có thể thắng trò chơi này mà. Nhưng mà Nao đã không chọn táo đỏ. Kế hoạch của cô sai lầm là ở chỗ đánh giá thấp Nao Kansaki, cựu dẫn đầu. Đáng đợi cô ta. Chị Yukina, tránh xa tôi ra. Có thể ngay lúc này chúng ta cùng chọn với nhau. Không có chuyện đó đâu. Tại sao tôi lại muốn làm việc đó chứ? Lần đầu chị đã làm như thế rồi mà. Tôi nhận ra điều đó. Tôi thấy người dẫn đầu bị rơi tiền sau lần chọn đầu. Nghĩa là chị Yukina đã chọn táo đỏ. Đúng thế. Nhưng mà lúc đó tôi đã nghĩ đây là một người tốt. Đừng có tự lừa dối mình. Đó chỉ là ý thích nhất thời mà thôi. Tôi biết người dẫn đầu, chị Yukina là người tốt. Cảm nhận được lòng trắc ẩn của chị Yukina ngay từ những vòng đầu tiên. Tôi biết ngay rằng chị Yukina không phải là X. Chị Yukina, sao chị không thử tin tưởng lần nữa xem? Cô ấy gọi anh đến đây à? Ý anh là sao? Cô gửi email cho ai thế? Norihiko Yokoza. Akizama không thể trả được 50 triệu nếu anh ta thua.
trừ khi anh ở đây để cứu anh, bởi vì Nao đã cứu anh. Một sự quan sát thú vị đấy. Anh Akizama, Akizama đâu rồi? Em không thể tìm thấy anh đấy. Này, chuyện gì thế? Khói hả? Akizama, 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 anh làm cái gì vậy? Không có gì hết. Vậy mấy chuyện này là sao đi? Tôi bỏ đi vài thứ không cần thiết nữa. Là cái gì thế? Tránh ra đi. Người chơi chỉ được vào phòng bỏ phiếu từng người một thôi. Nhìn kìa, nhìn kìa. Akizama, giải thích đi. Nghĩ lại đi. Trò chơi có thể tiếp tục chỉ với hai màu thôi. Tốt, nhưng mà tại sao anh lại đốt chúng? Để đối đầu với X. Nghe đây X, tất cả chúng ta sẽ chọn táo đỏ. Ngươi cũng phải làm như thế. Nếu không, tao sẽ đốt luôn tất cả táo bạc và trò chơi sẽ kết thúc. Mày sẽ không thắng được 50 triệu đâu. Anh bị điên rồi đấy. Chúng ta sẽ cùng thua thôi. Ngươi đã đánh bại ta. X, nên hãy chọn táo đỏ đi. Thôi đi mà. Tôi ước là mình có thể. Nhưng đó là cách duy nhất. Nhanh lên, hãy cầu xin hắn với tôi đi. Tôi làm như vậy là vì mọi người. Tốt thôi, đưa tôi con dấu của các người. Tôi sẽ chọn cho tất cả mọi người. Để làm gì? Để làm vừa lòng X. Nếu bất kỳ ai chọn táo bạc thì thỏa thuận này sẽ không xong. Hãy đưa con dấu cho tôi. Tôi xin mọi người mà. Tôi xin mọi người. Giờ thì ta có đỏ hết rồi. Kết quả lượt thứ 10. Vàng 0, bạc 2, táo đỏ sự thật 9. Người chơi chọn bạc thắng.
Akizama, đồ hèn hả? Akizama là người chơi gờ còn gì? Các người ngu thật đi. Anh lừa bọn tôi. Sao lại lừa bọn tôi? Đó là tên của trò chơi. Lừa dối là công bằng. Cái thằng khốn này. Bình tĩnh. Tôi đã giữ hết mấy con dấu rồi. Không lẽ anh đã... Tôi đã đánh dấu cho mỗi người một quả táo đỏ. Đừng có làm tôi bực. Không thì tôi không khách sáo với các người đâu. Anh đã âm mưu chiến thắng trò chơi này. Thằng khốn bính kỷ. Giờ các người biết cả rồi đấy. Người chơi X không còn kiểm soát trò chơi này nữa, mà chính là tôi. Anh Akizama, chúng tôi sẽ không đầu hàng đâu. Việc tất cả đều sẽ chọn táo đỏ. Cứ tự nhiên. Chúng tôi đang ở thời điểm tệ hại nhất của cuộc thi. Không còn táo vàng nữa. Bị phản bội bởi Akizama. Xin chị hãy chọn táo đỏ đi. Nhưng điều đó chỉ củng cố thêm quyết tâm của tôi. Tôi không thể, tôi xin lỗi. Chúng tôi vẫn có thể làm điều này. Vẫn còn có hy vọng. Tin tưởng là phương cách duy nhất. Xin hãy chọn táo đỏ đi. Đây là kết quả. Kết quả lượt chọn thứ 11. Vàng 10. Vàng 6. Bạc 1. Táo đỏ sự thật 0. Người chơi chọn táo vàng thắng. X vừa bị mất tiền kìa. Người vừa bị lừa rồi. X à? Đó là nhờ vào kế hoạch của chúng ta. X, chúng tôi đã biết nhân thân của ngươi rồi. Là ngươi. Stendo. Làm sao mà cậu biết? Đúng, tôi là X. Anh đã thành công khi đá tôi ra khỏi trò chơi. Sau đó anh hạ gục Yukina để ngăn chặn nghi ngờ, nhưng lại để lại dấu vết. Dấu vết à? Đúng. Anh cần phải đánh dấu quả táo đỏ cho Yukina trước. Thế nên
X phải vào phòng trước Yukina. Có rất nhiều người đã vào trước cô ta. Có rất nhiều người bỏ phiếu trước Yukina. Anh nói đúng, tất cả mọi người trừ Eto và Nao. Đúng thế. Chính vì thế mà việc bỏ phiếu cho Yukina rất dễ dàng. Đúng. Nhưng anh đã bỏ qua một điều. Tôi bỏ qua điều gì chứ? Điều gì? Dấu vết. Anh để lại chứng minh rằng Eto không phải là X. Eto sao? Chính việc đó đã làm giảm số đối tượng tình nghi xuống. Vào lượt thứ 6, X đã lấy con dấu của Nao để dùng. Nao là người vào thứ 8, nghĩa là X phải là người thứ 9, 10 hay 11. Ba đối tượng tình nghi này, loại trừ Eto ra, chỉ còn lại mỗi anh và Momose. Cho nên tôi đã đặt bẫy. Bẫy nào? Khi tôi đề nghị thỏa thuận với X, thu thập tất cả con dấu của mọi người để thu hút sự chú ý của anh về tôi. Anh đã bỏ phiếu bằng một quả táo được đánh dấu từ trước. Và đó chính là cái bẫy dành cho X đấy. Tôi sẽ cho anh biết. Tôi lấy tất cả con dấu, nhưng mà tôi không hề bỏ phiếu cho ai cả. Sao chứ? Ý cậu là... Đúng, tôi không bỏ phiếu cho anh. Nhưng đã có tất cả 11 phiếu được tính. Điều đó xác định rằng anh là người chơi X. Chờ chút, sao cậu chỉ đặt bẫy cho mình tôi? Momose cũng trong diện nghi ngờ mà. Đúng là tôi chỉ có cơ hội 50-50, nhưng tôi chắc chắn đó chính là anh. Bằng cách nào? Bởi vì X nhận ra được bí mật trò son môi bóng. Và Momose thì liên tục mất tiền. Nhưng tôi vẫn không chắc lắm. Thế nên tôi đã đặt ra một cái bẫy. Còn số táo vàng thì sao? Cậu đã đốt hết số táo vàng đó rồi mà. Tôi vẫn giấu lại 10 quả táo vàng. 10 quả táo vàng à? Không thấy đâu. Không có chỗ nào để giấu số lượng nhiều như thế. Và cậu cũng không thể đem chúng ra ngoài đi. Tôi đã theo dõi cậu rất kỹ. Tôi không thấy cậu có quả táo nào trên người cơ mà. Đúng vậy đấy, Stendo. Sao? Anh không hề nhận ra là có người đã biến mất. Nao Kanzaki. Cô ta lấy 10 quả táo vàng sao? Đúng. Và giấu chúng ở bên ngoài. Chứ tôi không làm gì hết đâu. Làm sao hai người báo cho nhau được? Cả hai đã tách khỏi nhau từ lúc đó rồi mà. Nhưng mà tôi nói rồi, tôi không làm gì hết cả. Giấu táo vàng hay bỏ chúng vào thùng phiếu, tất cả đều do Nao Kanzaki làm. Khi mà cô ta đi vòng quanh và xin mọi người chọn táo đỏ đi hả? Một lần nữa thôi. Hãy nghe kỹ lời tôi nói. Sự thật là chúng tôi đã giấu táo vàng. Còn nữa, Akisama đâu rồi? Tôi đang tìm đi. Tôi không biết nữa. Tất cả đều là cái bẫy dành cho anh. Nao và tôi đã diễn một vở lớn để tách tôi ra khỏi mọi người. Sự thật là anh không hề đấu với tôi. Người mà anh thua chính là Kanzaki Nao ngay thờ đó. Mình đã thua Nao sao?
không bao giờ. Một mình tôi không bao giờ có thể chiến thắng trò chơi này được. Nhưng tôi có một người đồng đội có thể tin tưởng. Anh thì không. Đó chính là điểm khác biệt đấy. Cứ bỏ táo đỏ vào đó cho mọi người đi, Stendo. Tôi không cần phải làm thế. Tôi vừa bỏ vào một quả táo bạc đấy, rõ chưa? Các người đã hết táo vàng rồi. Hãy bỏ táo bạc cùng tôi, hoặc tự hủy hoại mình đi. 50 triệu này là của tôi. Không cách nào cậu thay đổi được đâu. Đừng sợ, vẫn còn một cách để thắng anh ta. Hãy chọn táo bạc đi, mọi người. Cuối cùng cậu cũng điên thật rồi. Cậu sẽ kéo mọi người chết chung với mình và coi đó là chiến thắng hay sao? Anh thua rồi. Cậu nằm mơ đấy à? Tất cả chúng tôi đều chọn táo bạc. Nhưng điều đó có nghĩa là mỗi người sẽ mất đi 1 triệu. Tự hủy hoại mình là cách duy nhất để hạ gục anh ta. Đúng, tất cả chúng tôi đều thua. Đây là kết quả. Có tìm ra con đường nào để thoát chưa? Kết quả của vòng thứ 12. Tôi không nghĩ như thế đâu. Vàng 0, bạc 10. Táo đỏ sự thật. Một trái. Một trái đỏ kìa. Người chơi chọn táo bạc thắng. Lần nữa chúng ta có một người chơi chọn táo đỏ. Theo luật, người đó sẽ bị phạt 10 triệu. Và người chơi đó là Stendo Arata. Người chơi X đã thua rồi. Không thể nào. Không thể nào được. Đúng đấy. Tôi đã chọn táo bạc mà. Không đâu, Stado. Táo của anh màu đỏ. Sao lại như thế? Tôi gài bẫy anh đấy. Không thể nào. Bằng cách nào? Tôi đã chọn đầu tiên bằng chính tay tôi cơ mà.
bằng chính tay tôi mà. Đúng vậy, chính anh đã tự mình chọn táo đỏ. Sao chứ? Táo đỏ rất đặc biệt. Như thế nào? Tôi làm gì với nó đi? Trả nó vào khay hoặc đốt nó đi. Tôi đã nhận ra điều đó trước đây. Táo vàng và bạc là thật. Vậy thì táo đỏ được làm từ đâu? Là bạc à? Đúng, chúng là táo bạc được sơn màu đỏ. Lớp sơn đó sẽ tan chảy khi bị đốt. Trong lần chọn đầu tiên, tôi đã tạo ra một quả táo bạc giả. Táo đỏ sự thật 4, và nó được tính là táo đỏ. Thú vị thật. Chắc là bên trong nó có IC hay chip gì đó. Không lẽ? Thật khủng khiếp mà. Đúng thế. Tôi đã đặt quả táo bạc giả vào khay táo bạc. Mà anh đã vội vàng chọn nó. Tại sao làm như thế? Tại sao không chỉ việc bỏ vào đó táo đỏ có tên tôi trên đó chứ? Bởi vì anh thích cái trò bỏ táo đỏ cho người khác. Tôi muốn anh tự mình làm điều đó. Vấn đề là phải tìm được thời điểm thích hợp để làm như thế. Anh quá cẩn thận nên có thể nhận ra đó là táo giả. Nên tôi đã làm cho anh mất bình tĩnh bằng việc giấu táo vàng. Tại sao lại như thế? Bởi vì chỉ mình anh mất 1 triệu trong lần đó thôi. Dù vậy thì anh vẫn sẽ thắng. Tôi đã bị lừa bởi Nao Kanzaki sao? Khi anh nhận ra đó là Nao đã gài bẫy mình, anh đã mất bình tĩnh. Anh đã chạy thẳng vào phòng và vội vã chọn táo. Đó không phải là phong cách của anh. Anh đã giận quá mất khôn rồi và để lộ ra sự ngu ngốc của mình. Khủng khiếp. Anh đã hoàn toàn bị dắt mũi. Và tôi đoán là mình không phải nằm mơ. Stando, anh thua rồi. Chúng ta sẽ bắt đầu vòng 13, cũng là vòng cuối cùng. Chúng ta hãy chọn táo đỏ, vì Nao đi. Anh ta sẽ không chọn đâu. Anh ta cần 2 triệu tiền thưởng để khỏi mang nợ. Vậy tính làm sao bây giờ? Akizama có táo đỏ in tên chúng ta mà. Chúng đâu rồi? Chúng đâu? Làm gì có. Tôi không thể đem chúng ra ngoài hết được đâu. Vậy là cậu nói dối đi hả? Nhưng mà tôi có làm một quả đi. Stando Arata, ôi thật là hoàn hảo quá. Chúng ta sẽ làm được thôi. Tôi có ý kiến này. Mọi người hãy chọn táo đỏ đi. Cuối cùng cũng xong.
Anh hãy chọn táo bạc. Anh Sendo, nó sẽ giúp cho anh gỡ nợ đó. Nó sẽ giúp được cho anh. Cô nói gì vậy? Tôi không muốn chúng ta thắng mà phải bỏ lại một người nào hết. Hãy nghĩ đến việc anh ta đã làm với chúng ta đi. Nó sẽ đặt một trong số chúng ta vào nợ nần đấy. Người chơi đó là tôi. Cô chịu mang nợ để cứu Sendo hả? Đúng thế. Cô điên mất rồi. Chúng tôi không thể trả nợ thay cô đâu đấy. Cô sẽ mắc nợ 1 triệu. Cô biết không? Tôi không quan tâm đâu. Nhưng mà trong mọi người sẽ có người rơi về mức không. Mọi người sẽ mất đi 1 triệu. Dù vậy tôi vẫn mong mọi người hợp tác với nhau. Cô Nao, cô nghĩ mọi người sẽ làm như thế hả? Mọi người chỉ hợp tác với cô cho đến lúc này không phải là do lòng tin. Họ chỉ làm vì tiền thôi. Chỉ niềm tin thôi thì không được gì cả đâu. Thế nên cứ ném quả táo đỏ có tên tôi trong đó vào thùng đi. Chẳng cần suy nghĩ gì nhiều. Tôi sẽ cứu anh Sendo. Không cần biết người khác sẽ nói gì. Mọi người sẽ hiểu ra điều này thôi. Vậy thì chào mừng đến với thực tại. Được thôi, tôi tham gia. Tôi không quan tâm nếu như mình không còn đồng nào hết. Chị Tsukina, cảm ơn cô. Tôi cảm thấy mình có thể tin người khác lần nữa rồi. Như vậy đối với tôi là đủ. Tôi chỉ có 1 triệu thôi. Nhưng không có cũng chẳng sao mà. Anh Nishida cũng như Nao, tôi cũng muốn kết thúc chuyện này mà lương tâm không bị cắn rứt. Được rồi, tôi sẽ chọn táo đỏ. Chị Mia, cảm ơn chị rất nhiều. Tôi thì không. Nói đùa thôi. Tôi làm điều này là vì cô đấy nhé. Tôi kết thúc với 1 triệu thì cũng đủ rồi. Hãy chọn táo bạc và chúng ta sẽ có 1 triệu. Im đi. Tôi quay lại trò chơi này cũng là vì Nao. Tôi không thể làm cô ấy thất vọng được đâu. Tôi ghét cô lắm đó. Cô kỳ vọng nhiều quá đấy. Sendo Arata. Anh Sendo, hãy chọn táo bạc đi. Đừng có ngớ ngẩn thế. Họ không chọn táo đỏ hết đâu. Có thể cô là người duy nhất đấy. Anh sai rồi.
Tất cả chúng tôi đều chọn táo đỏ. Anh hãy tin tôi. Hãy tin tôi đi. Cô thật chẳng phải ngây thơ gì cả. Chỉ là ngốc thôi. Và đây là kết quả. Kết quả của lượt chọn cuối cùng. Táo đỏ sự thật. 11 quả. Tất cả người chơi thắng. Tại sao? Anh vẫn còn nợ 1 triệu. Tôi không thích các người lên mặt bảo tôi phải làm gì. Và tôi cũng không tin tất cả các người sẽ làm thế. Các người thật sự là một lũ ngốc. Vả lại, dù gì cũng chẳng xấu khi tin người một chút. Anh Sando, cuối cùng rồi thì tất cả mọi người đều đã chọn táo đỏ. Cô làm được rồi đấy. Chúng ta đều chiến thắng trò chơi này. Cô đi đâu thế? Còn một ít việc cuối cùng cần phải làm. Chuyện gì nữa? Giải thoát trò chơi dối trá này. Kết thúc nó à? Giờ đến lúc công bố người chiến thắng. Ở mức 4 triệu, anh Shinichi Akizama đã thắng tổng cộng 54 triệu. Tôi đã hứa trả 50 triệu cho Yokoza rồi. Tôi không phải đưa số còn lại cho hắn, nhưng tôi muốn có 1 triệu trong số đó để trả nợ cho Sendo. Anh Akizama, Yokoza không phải là một người chơi. Anh ta có thể chuyển tiền cũng được thôi. Trò chơi tới đây là kết thúc.
Xin tạm biệt. Anh Akizawa, cô Kanzaki, tôi có một tin nhắn cho hai người. Xin hãy đi theo tôi. Có vẻ nhanh đã thắng rồi. Đây là 54 triệu từ Akizama. Còn số nợ của Sendo thì sao? Tôi không có lý do gì phải trả số tiền đó. Chỉ có 1 triệu thôi sao? Đây. Đây này. Này, nụ cười đó có nghĩa là gì? Anh có vẻ mừng khi thấy tất cả họ chọn táo đỏ phải không? Làm gì có. Tôi cười là bởi vì số tiền thôi. Còn ông thì sao? Tôi thấy thất vọng lắm. Tôi chỉ muốn nhìn thấy Kanzaki Nao thua cuộc kìa. Ông thích nói dối thật đấy. Để xem ai mới là kẻ thích nói dối. Ai là ông chủ ở đây? Không chỉ có một ông chủ đâu. Ý cô nói vậy là sao? Ban đầu trò chơi dối trá chỉ là trò giải trí, được tạo ra bởi một ông trùm giàu có. Rồi dần dần càng nhiều ông trùm giàu có khác tham gia và muốn trò chơi được tiếp tục. Họ cá cược với nhau xem có bao giờ tất cả mọi người chơi đều cùng chọn táo đỏ hay không. Nó đơn thuần chỉ là một trò cờ bạc. Người chơi cũng giống như ngựa đua vậy. Đó là tất cả sự thật đấy. Không thể tin được. Hai người là những người đặc biệt được chọn tham gia vòng cuối này. Bởi những ai? Bởi những tay cờ bạc đã chọn đánh vào cửa tất cả đỏ. Nó chưa từng xảy ra trước đây đâu. Hầu hết những người đầu tư đều cược ngược lại với cửa đỏ, và họ đều đã mất một số tiền lớn khủng khiếp vì kết quả này. Với quá nhiều người thua như thế, tôi nghĩ rằng trò chơi này sẽ không được tổ chức nữa đâu. Trò chơi dối trá cuối cùng cũng được hủy bỏ. Vậy thì chúng tôi đã chiến đấu chống lại ai? Đó là tất cả điều mà tôi có thể cho hai người biết. Giờ hai người có thể đi được rồi. Nhưng mà những gì hai người đã làm, đã đánh bại được một thứ: lòng tham của con người. Cuộc chiến của chúng tôi đã kết thúc.
Chúng tôi dùng số tiền thắng cuộc trả nợ cho tất cả người chơi thua cuộc trước đây, bao gồm cả số tiền mà anh Yokoza đã cho chúng tôi. Trò chơi dối trá cuối cùng đã trả tự do cho chúng tôi. Vậy là mọi việc đã qua hết rồi phải không? Cô vẫn còn muốn chơi hả? Không, không bao giờ đâu. Vậy thì sao cô lại không vui thế? Bởi vì em cảm giác rằng Anakizawa sẽ biến mất. Trò chơi dối trá đã dạy cho em một điều: tình tưởng một cách mù quáng là vô ích. Em hứa sẽ thay đổi. Em sẽ trở nên thông minh hơn, ngay cả sẽ học nói dối. Cho đến khi em có thể chữa được cái bệnh ngây thơ ấy của mình. Cô đã tự mình chiến thắng trong vòng cuối rồi. Cô không cần tôi nữa đâu. Anh nói sai rồi. Em đâu có. Cô đã đủ thông minh rồi đấy. Và cô cũng có thể nói dối rồi. Cô đã tốt nghiệp rồi. Hãy xem cô tin tôi dễ dàng như thế nào kìa. Cô vẫn là một Nao ngây thơ mà thôi. Không cách nào chữa được cả. Còn anh Nakizama lại kể nói dối không có thuốc chữa rồi. Vậy cô có chịu nổi bệnh nói dối đó của tôi không? Em nghĩ là có. Nếu như nó đủ dịu dàng và làm cho người khác hạnh phúc. Với sự tham gia của các diễn viên Toda Erika trong vai Katsuki Dao, Sota Matsuda trong vai Akizawa Shinichi, Tanabe Seiji trong vai Sedo Arata, Suzuki Kosuke trong vai Fukunaga Zuzi, Arakawa Yoshitoshi trong vai Nishida Zero, Hamada Mari trong vai Sakamaki Mai, cùng với sự tham gia của một số diễn viên khác. Sản xuất: Takashi Ihihara, Ikuwada, Chihiro Kemazawa. Biên tập: Shin Mikyun. Kịch bản: Tsutomu Kurokawa, Michinao Okada và Toshio Yoshitaka. Đạo diễn: Hiroki Matsuzawa.